Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Đức Chung bị tâm thần, chiêu bài chạy tội hay trò bịt miệng. Vào hôm 27 tháng 11 năm 2020, bất chợt một số trang báo chính thức của nhà nước có đưa một bài viết về trường hợp xem xét giảm nhẹ án cho ông Nguyễn Đức Chung, trong đó có đoạn với nội dung như sau. Bị can có tiền sử tâm thần phạm tội lần đầu được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Lập tức bài báo được cư dân mạng sao chụp và phát tán với tốc độ chóng mặt. Ngay sau đó, bài báo này đã được gỡ khỏi trang, làm cư dân mạng đặt nhiều câu hỏi và nghi ngờ. Đây có lẽ là một thủ đoạn thăm dò ý kiến của cộng đồng mạng. Dư luận xã hội đã quá mạnh luôn làm cho chính quyền phải dè chừng. Và lần này họ đã rút bài, nhưng tại sao họ rút là câu hỏi mà nhiều người muốn đi tìm câu trả lời. Thực tế, trong cơ quan điều tra luôn có thành phần phe này hoặc phe kia. Và bằng chứng là ông Nguyễn Đức Chung đã dùng người trong cơ quan điều tra để lấy tài liệu mật. Trong cơ quan báo chí cũng vậy, sẽ không thiếu người thân với cánh của Nguyễn Đức Chung và đưa những thông tin để chạy tội cho ông này. Trước đây, gia đình ông Nguyễn Đức Chung cũng xin cho ông tại ngoại vì tiền sử bệnh ung thư, nhưng không được chính quyền chấp nhận. Trong lúc hai thế lực đánh nhau, bên nào đã bắt giữ người của bên kia thì chắc chắn họ không bao giờ thả. Vậy nên, chuyện Tô Lâm bắt giam Nguyễn Đức Chung thì không bao giờ Tô Lâm thả ông này ra. Nếu thả, ông ta sẽ cao chạy xa bay như Bùi Quang Huy của Nhật Cường Mobi thì lấy gì điều tra, câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh bài báo được sao chụp lại. Phản ứng của cộng đồng mạng như thế nào? Trên trang Facebook cá nhân của ông Nguyễn Đình Bồn có viết như sau. Tiền sử bệnh tâm thần ư? Trong cáo trạng mới đây để truy tố ông Chung có viết, trong vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân đánh giá bị can Nguyễn Đức Chung đã thừa nhận, khai báo hành vi và ăn năn hối cải. Khi còn công tác, ông Chung nhiều lần được khen thưởng, được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bị can có tiền sử bệnh tâm thần, phạm tội lần đầu được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cáo trạng đã đề cập như thế. Quay lại thời gian 4 năm trước, vào sáng ngày 14 tháng 6 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021, 101 trên 103 đại biểu có mặt tán thành. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% phiếu tán thành. Vậy 100% những cán bộ hôm đó mà phần lớn vẫn đang tại vị có tiền sử bệnh tâm thần hay không? Dù trang Sinh News đã xóa vụ tâm thần thay bỏ ung thư, nhưng tôi tin họ bị ép sửa lại chứ không thể tự bịa ra được. Đây là status của nhà bình luận Nguyễn Đình Bồn. Còn trên mạng Facebook của ông Nguyễn Đấn Thắng thì có bài viết như sau. Ôi, đọc có nhầm không? Anh tôi nguyên là đội trưởng đội hình sự lừng lẫy, giám đốc công an Hà Nội oai phong, chủ tịch Hà Nội uy nghi, anh hùng lực lượng vũ trang mà lại mắc bệnh tâm thần à? Và đây là hình ảnh status của nhà hoạt động Nguyễn Đấn Thắng. Nói chung, không ai đồng tình với lý do này. Đây rõ ràng là một chiêu bài mà những người thuộc phe của Nguyễn Đức Chung muốn đưa ra để chạy tội cho ông ta. Hết ung thư rồi đến tâm thần, nói chung họ dùng đủ mọi cách để cốt làm sao chạy tội. Một người có tiền sử bệnh tâm thần mà làm đến chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có ai tin được hay không? Và nếu có thì những đối thủ chính trị của ông ta đã sớm lợi dụng điều này để loại ông ta ra khỏi cuộc đua và chiếc ghế quyền lực lớn thứ nhì ở thủ đô Hà Nội, chứ đâu để ông ta ngồi đó đến hơn 4 năm như vậy. Nói chung, những trò chạy tội rẻ tiền như thế này cứ ngang nhiên diễn ra trước mắt người dân cả nước. Họ xem người dân như những kẻ khờ khạo, không biết gì, nên họ muốn nói sao thì nói. Đây là hành động khinh dân rất rõ ràng. Chiêu bài này đã từng được quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam dùng và thành công không ít lần. Vào năm 2001, một phát thanh viên của đài VTV nhà nước Việt Nam là con gái của một ủy viên Trung ương Đảng làm lãnh đạo VTV được cử sang Thụy Điển 3 tuần. Ngay tuần đầu, vào ngày 11 tháng 2 năm 2001, cô đã bị cảnh sát thành phố Kalmar bắt vì tội ăn cắp hàng trong siêu thị. Lúc đầu, cô nàng chối bai bai, nhưng khi mở băng ghi hình thì phải cúi đầu nhận tội. Cô nàng đã ăn cắp ở Opro Kalmar số mỹ phẩm trị giá 400 đô la. Số tiền đó không lớn, nhưng ở Thụy Điển, người ta trị tội ăn cắp, tham nhũng rất nghiêm. Nên theo luật,
cô ta phải ngồi tù. Tưởng chị bị tù ở xứ tư bản là không thể thay đổi bản án, nhưng không. Với bàn tay quyền lực của bố, nên Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Điển đã phải can thiệp. Và sau một tuần bị giam vào ngày 16 tháng 2 năm 2001, cô được tha sau khi có giấy của bác sĩ xác nhận bệnh của cô, bệnh tâm thần từ Việt Nam gửi sang. Vào năm 2006, cô này được sang nước Anh công tác. Bệnh của cô dường như lại tái phát và cô nàng đã thó chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong shop. Một lần nữa, ông bố quyền lực đã phải cứu con gái bằng việc nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh can thiệp và tờ giấy của bác sĩ chứng nhận bệnh tâm thần lại được đưa ra sử dụng trở lại. Và lần này, cô lại được thả ra. Luật pháp nước nào cũng vậy, miễn truy tố trách nhiệm hình sự đối với người bị bệnh tâm thần. Vậy nên, ở nước ngoài, cứ chạy được giấy chứng nhận bệnh điên là có thể làm điều sai trái được. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, phạm nhân sẽ bị tống vào bệnh viện tâm thần thật. Đây là hình ảnh một chương trình của đài VTV. Vâng, đó là chiêu trò dùng bệnh tâm thần để chạy tội và đã thành công. Nhưng đó là với cơ quan chức năng ở nước ngoài. Còn với cơ quan chức năng của Việt Nam thì chắc gì họ chấp nhận lý do đó cho ông Nguyễn Đức Chung. Vậy nên, rất có khả năng lý do này đã bị bác bỏ như lý do vì bệnh ung thư xin tại ngoại như vậy. Và khả năng là ông Nguyễn Đức Chung khó thoát tội. Có thật là người ta muốn chạy tội cho Nguyễn Đức Chung hay không? Câu hỏi cũng được đặt ra. Ở góc khác thì một người bình luận khác là ông Đỗ Ngà có nhận xét rằng Nguyễn Bá Thanh không bị ung thư, nhưng rồi đến lúc người ta cần ông ấy ung thư thì ông ấy bị ung thư thật. Nếu anh nào đấy thích bị tâm thần thì biết đâu người ta cho anh tâm thần thật thì sao? Chỉ cần một liều thuốc thì người tỉnh cũng thành người tâm thần, rất đơn giản. Tin anh ấy bị tâm thần không biết là từ phe anh ấy muốn chạy tội cho anh hay phe kia muốn ném đá dò đường để trong kế hoạch làm cho anh ấy không còn nhớ gì để khai ra nữa. Không biết, nói tới Đảng Cộng sản Việt Nam thì khó lường lắm mọi người. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đây là hình status của nhà hoạt động Đỗ Ngà. Vâng, đây là góc nhìn khác lạ lắm, nhưng cũng có thể nói là phần nào có lý. Điều đang nói là chính quyền vừa đưa ra bài viết lên báo là họ rút ngay sau đó. Điều này có vẻ như chính quyền đang muốn ném đá dò đường, chứ không phải là phía Nguyễn Đức Chung muốn đưa lý do này ra để chạy tội cho ông ta. Đặc biệt, việc chạy tội vì lý do ung thư trước đó đã bị chính quyền Cộng sản bác bỏ một lần, thì vì lý do bị tâm thần lần này khó mà qua mặt được cơ quan cảnh sát điều tra. Và lại, ông Nguyễn Đức Chung là Ủy viên Trung ương Đảng, ông được chế độ chăm sóc sức khỏe hàng tháng của Ủy ban Chăm sóc và Bảo vệ Sức khỏe Trung ương, thì không lý gì họ không biết tiền sử bệnh tật của ông Chung. Vậy thì cớ sao hôm nay lại xuất hiện bệnh ung thư như vậy? Thật ra, những gì diễn ra bên trong cơ quan điều tra của cảnh sát rất khó lường, đặc biệt là với những tội phạm liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia như ông Nguyễn Đức Chung. Còn nhớ vào năm ngoái, ông Trần Bắc Hà đang khỏe mạnh, bỗng nhiên có tin ông chết và sau đó đứa con trai của ông phải bỏ trốn đi biệt tích vì sợ cái kết giống cha của mình. Trong chế độ Cộng sản, ai nắm nhiều bí mật thì người đó sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm khi bị bắt. Ông Nguyễn Đức Chung là người từng ở trong cơ quan cảnh sát điều tra, chắc chắn ông ta rất biết điều đó. Và ông phía ông Nguyễn Đức Chung thì phải chạy án bằng cách nào? Câu hỏi cũng được đặt ra. Trên tờ báo Việt Nam Express cho biết, vào ngày 20 tháng 11, ông Chung cùng ông Dũng, cựu cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu thuộc C03 Bộ Công an, bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo khoản 3, điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015, không hình phạt từ 10 đến 15 năm tù. Hiện nay, ông Chung đã 53 tuổi. Nếu thụ án tù thì lúc đó ông là 63 hoặc 68 tuổi. Quá già, không biết ông có còn đủ sức khỏe để ra tù hay không. Vì vậy, gia đình và người thân của ông ấy cố chạy tội để ông có án nhẹ hơn là điều dễ hiểu. Nhưng chạy bằng cách nào? Trong khi đó, lý do bệnh ung thư đã bị bác bỏ và lý do bệnh tâm thần thì có vẻ như không được vì báo chí mới đưa lên đã vội rút xuống. Không biết ông Nguyễn Đức Chung nắm bí mật của các cơ quan đến đâu. Nếu nắm quá nhiều bí mật thì tính mạng của ông Chung cũng khó bảo toàn. Mà nếu có chạy thì chạy cho ông ta ra tù sớm, chứ còn ở lại càng lâu thì tình hình càng khó lường đối với ông ở trong nhà tù. Đây là hình ảnh báo chí đã đăng dự báo kết án ông Nguyễn Đức Chung từ 10 đến 15 năm tù. Hiện nay chỉ có thể lấy danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và gia đình có công với cách mạng để khấu trừ vào mấy năm tù cho ông Chung, hoặc là dùng tiền để hối lộ từ Bộ Chính trị trở xuống tới cơ quan điều tra để họ tác động vào kết quả.
đường chạy trọt thì chắc không ai giành bằng gia đình của ông Trung. Ngày trước chạy cho ông lên chức thế nào thì hôm nay chạy cho ông được giảm án cũng như y như vậy mà thôi. Với chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chỉ có tù chính trị mới không thể chạy trọt được, chứ còn với những bản án tham nhũng thì chuyện chạy trọt nó đơn giản chứ không khó khăn gì cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 11 năm 2020 với bản tin Nguyễn Đức Trung bị tâm thần, chiêu bài chạy tội hay trò bịt miệng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.